Vigo bất ngờ xuất hiện gây sát thương liên tục lên người của tôi, nhìn nhau chậm một chút mà thôi. Dạ sir, cái anh em vừa xem đó là một cái ulti vô cùng ngọt ngào đến từ vị trí của tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ cầm Darius để mà đi mid. Mặc dù anh em cũng có thể thấy là Darius của chúng ta không có bị đụng chạm nhiều trong các bản cập nhật, nhưng mà anh ấy vẫn giữ nguyên được cái vị trí của mình. Ảnh có một điều muốn nhắn nhủ với anh em, đó chính là anh em nào cần skin với Ad thì tôi có skin với Ad nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Dạ sir. Thì trong trận ngày hôm nay đi chung với Morgana hơi bị khó chịu anh em ơi. Đồng chí Vi gồng chiêu một tóc biến như mà hột. Trời ơi, cái con mắt của tôi. Ôi, không sao anh em à, sống là phải nhẫn nhịn. Rồi chúng ta nhẫn nhịn xong thì chúng ta sẽ có những thứ mà chúng ta hằng mong ước. Nhẫn nhịn để làm gì? Để lên cấp 5. Và lên cấp 5 để làm gì? Để có bữa củi. Mà muốn bữa củi thì phải làm như thế nào? Phải có 5 sốc huyết. Ây da, kéo không trúng anh em ơi. Bởi vì đó chính là một cái giáp của em nó. Tóc biến ra khỏi cái dòng chói, sau đó quay lại. Lúc này em còn cái chiêu nào để đối phó với tôi nữa hay không? Nói gì thôi chứ đợi chiêu 3 hồi chúng ta chơi tiếp anh em ơi. Hồi trước khi nhận thấy sự khó khăn của tôi, Vi đã đến, sau đó tả xung hữu đột vào người của Morgana, ngưỡng máu tử đã có. Yeah. Khó chịu chưa em? Tự nhiên thấy rén ngang chưa em? Và để đi chung với những con phép giống như là Morgana như thế này thì chúng ta sẽ lên một đôi giày kháng phép. Đó là một đôi giày màu xanh chúng ta đang thấy không? Thủy ngân. Và trong những tình huống đi với tay dài giống như là Morgana như thế này, với lại nó có một cái chiêu giáp khó chịu, mình không kéo nó được. Mà giả sử có kéo thì chúng ta phải làm nó lâm vào cái trạng thái bất ngờ anh em à, giống như tình huống này ha. Nó vừa quay vô là mình kéo liền. Ây dạ, mình kéo liền. Chiêu 1 thì em nó vừa xài rồi, cho là chúng ta ra để gây 5 xuất huyết lên người em nó, tả xung hữu đột đến từ vị trí của Vi. Rồi Vi ăn luôn. Vi ăn luôn. Chưa dừng lại ở đó đâu, Vi còn ở lại để san sẻ những cái lớp trụ thân thương với tôi nữa. Nếu mà tôi có một mình thì mỗi lớp trụ là 150. Còn như nếu có Vi thì đó là 75 thôi. Tự nhiên mình sống vật chất quá ta, không được không được. Con rồng lửa đầu tiên đã được rừng của tôi nhảy qua cướp thành công rồi anh em à. Ôi hoạch dạch xa dạch xa. Mượt mượt mượt. Mấy cái mục tiêu lớn anh em thấy này nó rất là quan trọng. Khi mà ăn được rồi chúng ta sẽ thấy người ăn được rất đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Có điều thua tôi thôi anh em à. Đến rồi đây, đến rồi đây. Mà sao kỳ vậy, tôi đến rồi anh em mất tiêu trơn vậy ta. Là quái cái trưởng thiệt chứ. Tôi vừa đến thì không còn một ai ở đây cả. Dối thật sự. Ủa thức hề, tôi trở về với cái khu vực đường mid thì phát hiện Domorana đang chạy. Dạ sir, anh sẽ kéo mày lại thôi. Mình lúc này Vigo xuất hiện và gây sát thương liên tục lên người của tôi. Một cái ulti đầy mỹ mãn cho em về hồi quy tiền kiếp lớp 1 học điểm số. Dead outplay. Outplay có sự hỗ trợ của Vi, nhưng đó vẫn là outplay. Đó vẫn là outplay. Sau khi lên xong cái tam hợp, tôi sẽ lên cây rìu đại mãn xà. Cây này mà mới ra gần đây thôi anh em mà, nhưng nó là chấn phái của Darius đấy. Chạm vào người địch thì phê ối rồi ôi. Morgana đã rời bỏ tôi để đi lên trên top rượt cái người anh em rắc. Sao nhỉ, em ấy không bao giờ yên phận được anh em mà. Thế là tôi phải đi lên trên này. Sau khi em nó đã lụm thành công rắc, tôi kéo một cái hụt bởi vì em nó bật cái chiêu giáp của mình lên. Nhưng mà không sao, đây sẽ là một cái bữa củi vào đầu của em. Mà thật sự ra là rắc chưa có đi anh em ạ. Tôi nói lượm thành công vậy cho em nó có sức sống rồi, em nó cố gắng đó mà. Yes. Ok, lại là những tình huống bình thường như thế này. Phát hiện ra là xú sình đang ở trên đàn áp những người ở đàn dưới. Mà nói đúng hơn là khi anh em chơi gặp mà xú sình ở trong trận thì chúng ta phải quấy nhiễu nó, gây phiền cho nó để nó không có farm được. Nó mà farm được cái chiêu 1 là nó bữa mình thì thôi rồi. Đây sẽ là một pha 3 vs 1. Đối với tôi đó là chuyện bình thường, nhưng đối với xú sình đó là một điều vô cùng chấn động, kinh hãi và gây chấn thương mạnh đối với xú sình. Hồi thức hề, bây giờ tôi và những người đồng đội đã quay lại khu vực ở đường mid rồi. Khoảng cách là quá gần, kéo thành công Morgana. Và đây chính xác là một cái bữa củi đến từ vị trí của tôi vào đầu em ấy. Đi đâu lôi nhoi nữa. Đại ca set này nó đi từ đằng sau đi tới mà nó không làm được gì tôi anh em à. Nó đông quá mà sao làm gì được. Dạ xá, rừng kiểm soát mục tiêu lớn tốt anh em à. Cho nên là chúng ta phải vào giúp đỡ em nó. Và con rồng thứ hai này là con rồng đất. Con rồng đất sẽ cho chúng ta chỉ số giáp cùng với đó là kháng phép. Anh em trên kia đẩy đường rất chi là hài hòa và đẹp đẽ. Chúng ta cũng có thể thấy dự thế lính ở trên cao sẽ giúp chúng ta có lợi thế về tầm nhìn cùng với đó là gây áp lực cho tem địch. Ây chà, Zack làm ngon ơ vậy ta. Trong bản cập nhật gần đây thì Zack vừa mới được thay đổi lại bộ kỹ năng, cho nên là hơi vip. Rồi thứ kia, ở phút thứ 12 thì tem tôi quyết định là khởi tranh cái con rồng này rồi. Và để xem là tôi có thể ăn được hay không nhé. Gì vậy?
mới có khởi công mà chủ thầu rút vốn đầu tư rồi anh em ơi. Vi nó đi rồi, quả là ham giao tranh giao chiến mà anh em mà. Và lúc này tem tôi đang rần ở trên kia, rần kiểu gì mà quẹo muốn hết nguyên tem luôn anh em, quá chưởng thiệt chứ. Thôi chứ khê, nhưng điều đó là không sao, bởi vì thế lính của chúng ta lúc nãy khá là cao, cho nên là địch phải có thời gian để đẩy số mới được. Ok, tôi không kéo được Morgana anh em mà, thế thì phải lui về để né những cái chiêu choáng của nó. Virgo đang rất sung, đang rất hăng để có thể lụm đi cái thằng Vi của tôi, nhưng mà anh ấy quên rồi, một bữa cũng bình thiên hạ được vậy nha. Trở lại với đường mid thân thương của chúng ta, Morgana sử dụng đồng hồ cát để có thể kéo dài thời gian sinh tồn của em ấy lên 2 giây, nhưng mà tôi chạm vào em nó thì em nó quá là đau. Double kill đến từ vị mẹ mất hứng mẹ ngày giao. À mà anh em nhớ follow kênh cho tôi nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Yes sir.